Rồi, ok, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách sử dụng cũng như là cách để đốt cái pháo do Bộ Quốc phòng cấp phát rồi nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái ngòi ở cái má bên trái cũng như bên phải. Thì các bạn bóc nó ra, xong rồi nó sẽ có một cái ngòi đấy để mình châm lửa vào, được chưa? Đấy, nó theo cái đường rãnh bên kia, thì bên kia cũng có một cái nữa. Đấy, tổng là hai vòi, một vòi dự phòng, một vòi để chúng ta đốt, được chưa? Đấy, trong hướng dẫn sử dụng thì cũng có hướng dẫn, nhưng mà tôi làm video để các bạn hiểu rõ hơn. Thì đây là dàn phun viên, khi phát tỏa thì một chùm viên cháy có nhiều màu sắc đỏ, xanh, lục, nó sẽ được phun lên không trung. Đấy, khi nó có hiệu ứng thân bùng hoa, khi lên hết tầm thì nó sẽ lở ra. Đấy, sau đây tôi sẽ đốt cho các bạn xem nhá. Đấy, chạy luôn nhá. Rồi. Đấy. Ra ngoài. Đấy, ra ngoài. Đấy, nó sẽ như thế này. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Nó sẽ như thế này. Sẽ bắn như thế này. Đấy, bắn như thế này. Đấy, bắn như thế này. Đấy, sẽ bắn như thế này. Bắn rất đẹp luôn. Bắn rất là đẹp luôn. Cao mà bắn. Bắn cao tầm bằng cái nhà 3 tầng đấy. Đấy. Bắn từng cái lỗ một. Ngoài kia là hết rồi. Hết rồi. Ok, đây là hộp vừa phun xong. Đấy, rất còn nóng. Đấy, tôi đang cầm rất là nóng trên tay luôn. Thì hiện tại dàn pháo này thì nó có tổng là 25 viên. Đấy, thì nó sẽ bắn lần lượt phun lên. Đấy, như các bạn vừa xem lúc tôi đốt rồi đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn có nhu cầu mua thì cứ ra đúng chỗ Bộ Quốc phòng cấp phát và mua nhá. Đấy, đừng mua ở đâu khác. Thì theo chỉ thị thì người dùng sử dụng pháo chỉ được phép mua pháo tại nhà máy Z121 và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng. Đấy, mọi người nhớ ra hãy mua nhá. Ok, đây là những cảnh tôi quay được bên ngoài cũng như là khắp nơi họ đang đốt pháo. Đó, pháo hoa là đặc trưng khi dịp Tết đến xuân về cũng như là các hoạt động vui chơi giải trí để chúng ta thưởng thức những màn pháo hoa cực đẹp. Đấy, đấy các bạn để thấy chưa, pháo hoa, pháo nổ là loại pháo như thế nào. Thì tôi tranh thủ nói luôn, thì pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của xung kích, thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Pháo nổ thì là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi tác động của xung kích, thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện thì sẽ gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Đấy, thì nó đơn giản là như vậy thôi. Đấy, các bạn có thể xem những màn pháo hoa rực rỡ ở chỗ tôi thì nó chơi rất nhiều loại pháo luôn. Pháo tép, pháo giấy, pháo hoa Bộ Quốc phòng cấp phát cũng như là tất cả các loại pháo trên trời, dưới biển đều có hết. Và đây là một loại pháo quen thuộc của các đội tuyển bóng đá đã từng thấy trên sân cỏ Lạch Tray cũng như là các dịp bóng đá. Đây là pháo sáng. Đấy, các bạn thấy hoành tráng chưa? Đây là pháo sáng, nó sẽ tỏa ra màu đỏ lửa. Đấy, pháo này thì cũng được bán trên thị trường nên là các bạn có thể mua về để cổ vũ đội tuyển cũng như là đi chơi nhá. Ok, quan trọng hơn hết là chơi loại pháo gì chúng ta cũng phải giữ an toàn cho mình và bản thân cũng như mọi người xung quanh nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh và like nhá.